Dạ cả nhà ơi, em xin chào tất cả mọi người ạ. Nhà em mới chỉa ngô chắc khoảng được một tuần chứ mấy, mà hôm nay ngô xanh rì một cánh đồng ở đây này. Hôm nay ngô vừa tầm bà con đi bỏ đạm rồi đi nhổ cây, có nghĩa là chỗ nào cây nhiều quá, ví dụ như hai cây chẳng hạn á, hai cây như thế này này, nó sẽ bông nhỏ mà dày quá thì không đẹp mấy, thế là sẽ phải nhổ bớt đi một cây, chỉ để một cây thôi để lấy một bông cho to thôi, chứ còn hai cây thì nó sẽ hai bông nhỏ cũng không ăn thua mà này tốn đạm. Thế là hôm nay bà con đi làm này. Hiện giờ cũng hơi chưa rồi, tại vì em nay bé Thảo đi học xong rồi giờ mới ra đây để nhổ cây ấy, rồi bỏ đạm, thế là cũng chưa rồi, rất nhiều người về đây. Thời tiết nắng. Dạ. Bác hàng xóm đang rủ về. Em làm nốt một tí là mới về, tại vì mình đi trưa. Thế là phải về sau, họ đi sớm thì họ được về sớm. Xa xa đằng kia là bà con làm bí. Bí sắp đến ngày thu hoạch á, xong rồi hôm nay làm cái nán trại kìa. Để đêm hôm ở trông coi, nhỡ may có người không tốt người ta vặt trộm. Thế là hôm nay bắt đầu khởi công, thế mà có xôi gà đem đi cúng lại kiểu toán mấy anh em làm ấy để ăn cho vui. Từ nãy giờ kêu ầm lên để bỏ bốn xung quanh bà con ấy, ai cũng có ngô rồi nên chung vui luôn. Có mấy người ở gần gần đấy nên ấy, nhà bọn em mà xa quá này không nên. Nhanh chưa, mới có mấy ngày thôi mà ngô đã xanh rì một cánh đồng luôn. Giờ cuốc cỏ lần này xong bỏ đạm lần này nữa này, xong là đến bụng, ngô đến bụng nó đi bỏ đạm lần nữa, xong rồi cày gội vào nữa là ok thôi, là chờ đến ngày bẻ. Cái giờ làm ngô này cũng rất nhanh, chỉ bận nhất là cái khi thu hoạch ạ, nó vất vả tại vì thu hoạch trong vòng 1-2 ngày ấy, nên là mệt. Chứ còn bình thường như thế này thì nhà nào có nhân lực thì đi cuốc, nhà nào không có nhân lực thì sẽ phun thuốc, thế là khỏe. Vừa rồi chúc em bị lụt, thế là mía cũng bị lụt theo, bây giờ bùn đất thì ăn dính ở cây mía luôn kìa. Mà Bình ơi, mân về ơi. Hiện tại là em đang bỏ ngô, đạm ngô bỏ cho xong cái đã rồi về luôn, nốt cái công đi. Hôm nay em mua cả đạm trắng, cả đạm xanh đi bỏ lộn vào. Cái đạm xanh này thì nó tốt này, thế là mua lộn vào mấy cân nữa cho nó đẹp. Bây giờ em phải bỏ hết chỗ đạm mới đá thì mới được về. Bà con về nhiều mình chưa được về. Chỉ bỏ một cây như vậy thôi, chứ không bỏ nhiều đâu. Tại vì ngô nó còn non, bỏ nhiều rất là sợ. Cả nhà ơi, bây giờ bỏ đạm xong rồi, thế là thời gian hắn hơi sớm một tí, mấy bác hàng xóm còn chưa về, thế là em Nga cũng ở lại làm thêm một chút cỏ nữa, bây giờ vun gốc cho nó đỡ đổ, cho nó chết cỏ, cũng định về đó rồi đấy, nhưng mà mấy bác bảo một chút nữa, thế là cũng làm thêm một tí để chờ mấy bác về luôn. Hôm nay thứ bảy, mai chủ nhật là huy động cả anh Toàn đi làm hồ mè nữa. Chứ làm ngô này, cô cỏ này cũng mệt lắm, cô mãi cứ mỏi tay. Ngô như thế này, nhà em thì làm ít, chỉ có khoảng hơn 6 rưỡi. Còn những nhà nào làm nhiều 4-5 sào thì người ta sẽ đi phun thuốc, chứ người ta không cuốc như thế này đâu. Nhưng mà cuốc như thế này thì nó sẽ đỡ độc hại hơn ấy, nhưng mà mệt người hơn. Chứ phun thuốc thì chỉ mang vài ba bình thuốc là xong. Em có 9 hàng ngô như thế này thôi là hơn 1 sào rưỡi. Hàng của nó rất là dài,
Nên là em mà cuốc cỏ này cứ cuốc khúc một thôi. Chứ nếu mà đi thẳng ra ngoài kia này dài lắm, chán. Hiện tại gần về nên là em cuốc khúc trong này đây. Còn ông nội đang cuốc mãi ở ngoài mía để xa xa đằng kia. Đang gọi vào ông ơi làm dần vào đây để tí mà về cho nhanh. Ông bảo thì ông đang trên đường vào. Nếu mà trên đường làm vào đây thì cũng phải hết nửa tiếng mới được một hàng cơ. Hàng dài mà. Bề ngang của nó chỉ có khoảng 5 hàng ngô như thế này thôi là được một sào đất rồi đó. Dài lắm. Vậy là mới tranh thủ cuốc được có một nửa mét thôi cả nhà. Còn nửa mét kia chắc phải mái thôi. Bây giờ mệt lắm này. Ông nội hôm nay đi có một mình chứ. Bà nhà trông cháu cho thím đi họp phụ huynh. Thế là cũng có một mình. Ông nào bà đấy đi đông lắm. Gần đa như ở đây chỗ em là làm nông nghiệp ấy. Thế nên là cứ tập trung vào làm nông nghiệp giờ. Hết chỉ có những cái lớp trẻ thôi, nó không hơi đi đâu thì đi, chứ còn những cái ông bà cứng tuổi như thế này là chỉ có ở nhà làm ngô làm lúa đấy. Ui nắng quá thì chuồn về thôi cả nhà này. Sáng thì đón bé Thảo mua dầu cho anh Quý đây này, chưa về anh ấy đổ máy để đi làm đồ nghề của bé Thảo hắn để đây. Em nay cá bán vét sang thị trấn luôn. Để đêm nay bé Thảo đi thẳng ra bãi chứ không về nhà đâm lấu. Bây giờ về cắm cơm để đó đã, xong rồi đi thả bò thả dê, xong một tí nó mới về làm thức ăn thức uống được. Tại vì các con đi học về cũng chưa, thì thức ăn thức uống thì cũng không vội, để thả bò thả dê cho nó ăn đã rồi đi rồi về lấu. Hôm nay trời nắng, ôi cuốc cỏ mà em hoa mắt hoa mũi rồi về. Ông nội hắn ở dưới là chưa về, về ông bảo tao cuốc nốt cái mép này nữa thì tao về, con cứ về trước đi. Thế là ông vẫn đang cố ở dưới mà em không cố được, nắng quá em về đây. Về mình còn việc nhà nữa, chứ có phải là về ở nhà ngồi chơi đâu. Giờ còn vào trong rừng thả bò, thả dê nữa chứ. Đi đi bộ, đi bộ về hết hơi. Nói cho mà đi ăn thôi. Đây. Hôm nay em dệt cả bò, cả dê luôn. Cho đi một lượt lốt. Bò dê đi nhanh hơn nữa nè. Có mấy con không muốn đi đứng ở nhà ấy nữa chứ. Con đang bú thế là nó phải dừng lại nữa nè. Hôm nay chỉ có mỗi bò nhà em thôi. Bò nhà anh hàng xóm khi tối đi không về. Hôm nay bò nhà em đi ăn một mình. Cả nhà ơi, dê khốn như này, ngứa nó đi sát vào tường, nó cà vào tường á. Trời ơi ngứa. Mẹ chúng nó khi tối không về vậy. Dạ. Những cái đoạn đường bẩn như thế này này, xóm em chuẩn bị đổ bê tông. Hôm qua máy vào múc đường hết rồi. Múc đường múc rãnh. Làm mà đi chưa khổ lắm. Bọn em chỉ thỉnh thoảng mới vào trong đây thả dê thả bò thì đi ít hơn. Nhưng mấy hộ dân ở trong này này, con cái đi học khổ. Thế là đợt này nó bảo cả xóm quyết tâm góp tiền lại để đổ đường. Giờ đang làm mặt bằng chắc khoảng vài chục ngày nữa thôi là đổ đó, là có đường đẹp đi. Vậy là dê nhà em này, cứ ăn vào đến đây là nó theo đường nó lên trên kia nó ăn. Giờ bắt đầu chơi một chút nữa cơ, chứ chưa ăn đâu. Bò thì đi vào trong kia rồi, theo đường đi vào rồi. Thế là mẹ Nga đi thả bò về may quá là có Hương. Hương đi học về trước, sau nay lại về sớm không biết. Thế là phụ mẹ nấu ăn rồi.
Mẹ tưởng bây giờ mẹ mày về phải nấu Hương về làm đồ ăn cho mẹ, đưa thịt ra luộc với lại cá hôm qua thì ăn còn là vậy thôi. Canh thì lúc sáng mẹ có vào chợ mẹ mua cà, bây giờ mẹ nấu canh nữa là được. Mà hôm bạn về muộn cơ, hôm nay tự nhiên này về sớm phụ mẹ đấy. Vậy là sau một thời gian chuẩn bị nữa, canh em cũng nấu xong rồi. Em có một ít tép ở trong tủ, thế này em cho em nấu canh cả. Thịt luộc, thế này cơm cá vậy thôi. Chuẩn bị sẵn sàng ở đây rồi mà chưa thấy Toàn về, mà bố Quý cũng chưa đi làm về. Chắc là phải một lúc nữa mới được ăn. Cơm cũng đó cái đã em mua vé vào chợ mua được mấy quả xoài chua, bọn em thích ăn cái xoài chua này lắm, mà không khó. Thế thì nãy là mua mấy quả cá để nấu canh, thế là mới thấy có này, em mua luôn, thì chị ăn loại chua chua như thế này cơ, chua mình thích mấy. Đây, sắn rồi lấy cái bóng bọc lại bỏ trong tủ, lúc nào muốn ăn cái là bỏ nó ăn ngay. Đây là một ổi, cái ổi sẵn 15.000 một cân. À dạ cả nhà ơi, em vẫn là bán cu rê mật ong bánh đa sắn. Bây giờ bánh đa sắn là bắt đầu vào mùa, có nghĩa là sắn cũ hết rồi, bây giờ bắt đầu người ta thu hoạch sắn mới, người ta làm thì là bánh đẹp ngon lắm. Ai mà muốn ăn thì cứ nhắn tin kết bạn với em nha. U đơ cũng vậy, lúc nào cũng có. Ai mà thích ăn ngọt thì sẽ là ăn u đơ loại vuông, người ta đánh bằng đường nó sẽ ngọt hơn. Còn mà ăn thích ăn vừa vừa thì nó là cái loại u đơ tròn, hay mà đánh bằng đường lại đấy nó sẽ ít ngọt thêm một tí. Vậy ông bà tôi gì chú bác nào mà có muốn ăn này, mật ong dừa này, rồi cu đơ bánh đa sắn thì cứ nhắn tin kết bạn Zalo với em nha, theo số điện thoại 0906028497 rồi nhắn tin em Nga gửi hàng cho ạ. Bây giờ bánh đa sắn là có sắn mới nên là bánh trắng đẹp và ngon lắm. Vậy cả nhà ơi, em Nga mời cả nhà ăn hoa quả với em nhé. Nặng hộp đã. Như loại xoài chua chua như vậy, nặng, ngọt thì cũng thích. Thế thì thôi, em Nga xin dừng video tại đây. Ai cần gì, mua gì thì cứ nhắn tin với em Nga là em Nga gửi hàng cho. Dạ thì thôi, em xin dừng video tại đây. Hẹn gặp mọi người đến những video tiếp theo. Các bữa cơm này phải chờ nửa tiếng nữa, mới đến giờ các con đi học về rồi anh chồng đi làm về, một lúc rồi ăn cũng được, đói ăn cũng ngon.